Chào bạn nhé. Hôm nay shop mình giới thiệu đến các bạn các cái loại miếng cố định dây điện như các bạn nhé. Cái này các bạn dùng ở trong các cái bàn văn phòng ấy, để các bạn đi các cái dây điện để các bạn ghim nó vào phía đằng cạnh bàn cho nó gọn. Thì các bạn nhìn thấy cái kích thước bên chiều ngang nó rất là nhỏ, nhỏ hơn cái đầu ngón tay mình khoảng tầm 1 cm thôi. Đấy, có khi không đến đâu. Thì các bạn luồn cái dây điện đây, đây nó sẽ có miếng dính hai mặt nha các bạn nhé. Các bạn bóc cái lớp băng keo ra, các bạn dính nó vào một đầu và một bên như này. Còn cái phía còn lại các bạn dán vào cạnh bàn. Đấy, xong các bạn khi cố định nó chặt rồi thì các bạn sẽ luồn cái dây điện theo như này. Đấy, nó có ngàm hai bên như này. Đấy, để nó giữ dây điện các bạn luồn nó ở giữa như này. Thì dây điện nó đỡ lằng ngoằng nhé các bạn nhé. Cái này thì nó cũng chỉ vừa được một cái dây khoảng 0,75 như này thôi. Đây là dây đôi. Đấy, nó 0,75 nó như thế này. Thì các bạn cố định nó vào đi ở cạnh các cái bàn làm việc thì nó rất là gọn gàng nhé. Bạn nào quan tâm thì là số mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.